Em có nghe vợ em hát không? Dạ không, là biến nghe đó. Thiệt, từ ngày lấy vợ sống chung với một cái người tên là Heo, cái nếp của vợ em ăn tiền. Nó tới một cái tiệm là nó phải kêu cho ngần hết món ăn ngon của cái tiệm đó. Mỗi món nó rất là khôn, nó thử một miếng, phần còn lại nó bắt em thồn. Thì em nói, có người nào mà không mập với nó. Chị Harry đẹp thì đúng rồi, cao em thì đúng rồi. Nhưng mà nền nã hơn chưa biết nha. Cái độ khùng, cái độ lầy chưa chắc. Dạ, là đúng hơn. Dạ, tại giờ em cũng mất nết lắm. Dạ. Một cái anh nhạc sĩ mà không ai hát dở bằng anh hết á, đó là anh Huy Tuấn. Anh nghe nhạc một cái là anh ấy kêu ghê lắm, nhưng mà đừng có cất giọng hát lên, nên là mình cũng không thể lấy cái đó anh để Huy làm Tuấn cơ sở. Anh Huy Tuấn thì ra là không này biết không? Anh ấy biết mà, anh rất biết lành hát chán, nên anh chỉ hát cho người nào mà yêu anh ấy nghe, thì đó là chỉ có bà vợ anh ấy là được nghe anh hát. Ê, vậy là bà đó hơn. Rồi, cảm ơn em. Có một cái câu mà chị đọc ở đâu đó là đừng quan trọng bạn hát chán như nào, bạn cứ hát là cô ấy khắc cười. À, vâng. Nhưng mà người khác thì người ta chê, nên là chỉ có bà vợ là bà cười thôi. Dạ. Nhưng mà chị hỏi này, thì em có nghe vợ em hát không? Dạ, không. Là biến nghe đó. Thế à? Thiệt. Thế là hát hay hết giờ? Biết, bộ anh Quân vẫn còn mê chị hát hả? Hát phải hát. Có không? Trước khi đi ngủ phải hát rồi mới được đi ngủ. Thiệt á hả? Ừ. Sao? Ông sao vậy? Ông làm sao vậy? Ông chả làm sao cả. Mấy bao nhiêu năm mà vẫn mê không hết. Nghe là thành là bất lịch sự. Mọi người ơi, mọi người ơi, chương trình mình là chương trình gì vậy? Trò chuyện đêm khuya. Đây là hạnh phúc gia đình mấy chị ơi. Mà em ơi, em đẹp trai lắm, em phải giảm cân lại chứ em để như vậy đâu có được. Em muốn làm ca sĩ không? Dạ cũng có. Giảm cân ngoài tập thể dục ra, giảm cái miệng lợi, bớt ăn lợi. Dạ nói nha. Đang chửi ai vậy? Anh đây, anh đang chửi anh đây. Ngày xưa anh rất là để ý đến body của mình. Em thấy không, những cái clip trước của anh lúc nào cũng thon gọn. Từ ngày lấy vợ sống chung với một cái người tên là Heo, cái nếp của vợ em ăn tiền. Nó tới một cái tiệm là nó phải kêu cho ngần hết món ăn ngon của cái tiệm đó. Mỗi món nó rất là khôn, nó thử một miếng, phần còn lại nó bắt em thồn. Thì em nói, có người nào mà không mập với nó. Anh đỡ ra là em, anh chúc em sẽ trở thành ca sĩ tại đẹp trai hát hay đúng không? Chỗ giấc mơ bay xa đi cưng. Cảm ơn em đã đến với nhỏ mà đứa anh tìm được em á. Là một ca sĩ đúng không? Bạn ấy đã từng đó, là người chơi của chương trình này. Nếu mà đúng như em đoán thì bạn này là người bắt luôn. Mà giống bạn kia hát hay, thì thường trong một phòng không thể có hai ba đứa hát hay được. Em để ý đi, mấy đứa hát hay nó ở chung với nhau nó ghét nhau lắm. Đúng không em? Em đâu bao giờ em xoay phòng với một đứa nào hát hay. Anh với chị Harry ở chung đó. Không, tại vì hát hay rồi mới lấy nhau về. Ủa sao cái gì em nói cũng được vậy thằng? Dạ kệ nó anh. Xem lật lọng vậy. Thôi kệ nó anh ơi. Em mới nghe là dục cái cục e dè quăng bên được không? Dạ, tại vì em muốn làm cái hình ảnh khác á anh. Anh Nghĩa đừng có mời em phát biểu nhiều nha. Sao vậy? Em sẽ không nói nhiều đâu, em sẽ rất là ít nói. Không nói phải không em? Dạ, bởi vì... Đi về đi. Vẫn phải tham gia chương trình để lấy cái xe nè. Bữa đây là chuyện khác rồi đó. Đó, nhìn thấy phong cách của em là khác hoàn toàn. Bây giờ chúng ta bàn về cái bộ hình ảnh thời trang nè. Cái quần là tập gym nè đúng không? Cái áo là dạ đi tiệc nè. Đây là hình ảnh mà em đang hướng tới. Đó là một người phụ nữ trầm tính, ít nói và có chiều sâu. Mà được rồi, để coi bữa nay em sâu cỡ nào nha. Dạ. Bây giờ này anh sẽ mời vô đây một khách mời mà họ không cần làm gì nhiều hết trơn trọi. Tự nhiên họ bước ra là tạo cho người ta một cái niềm tin lắm luôn á. Anh Nghĩa kiếm đứa nào đẹp hơn chặt nó đi. Đương nhiên em anh ghét sẽ kiếm quá. Đứa đẹp hơn, cao hơn, mà nền nã hơn, thùy mị hơn. Đó. Vậy là mời vợ em hả? Hả? Không, chị Harry đẹp thì đúng rồi, cao em thì đúng rồi. Nhưng mà nền nã hơn chưa biết nha. Cái độ khùng, cái độ lầy chưa chắc. Dạ, là đúng hơn rồi. Ai. Dạ, tại giờ em cũng mất nết lắm. Đó. Ở màn chương trình ra, anh vui quá mà anh tưng bừng, anh nhảy nhót quá mà sao hai đứa em cầm lặng vậy? Gì vậy trời? Sao hôm nay anh kìa anh chơi? Hồi xuân hả? Mình nhiều năng lượng đó em. Nhiều năng lượng. Đó, mình truyền năng lượng cho mọi người. Lý do? Lý do bởi vì hôm nay khách mời của chúng ta là những người cực kỳ dễ thương. Là một cặp ngọc nữ tiên đồng. Ủa? Hết hồn, cặp ngọc nữ chứ. Tính nói vậy luôn đó em, nhưng mà sợ ngọc nữ mà có tiên đồng nữa người hả? Ta ngại cho nên là ngọc nữ với tiên đồng, nhưng mà chưa chắc ra ai ngọc nữ hơn ai nghe. Ngọc nữ tiên đồng là ai ta? Suy nghĩ đi, trong giới của mình tiên đồng ngọc nữ. Ừ, không lẽ chị Phi Phụng với Mặt Văn Khoa? Trời ơi, có đâu phải à, phải cái gì đó đẹp xinh lung linh. Ai, lung linh ai? À, nghĩ ra được ai chưa?
cỡ như vợ em vậy đó. Thôi thôi thôi, cái chuyện đó thì ai cũng biết hết rồi. Em không cần phải quảng cáo vợ em ở đây, thấy không? Ví dụ em nói vợ em ở đây thì vợ Trấn Thành cũng đẹp, cũng ngọc nữ vậy, cái đúng không? Đó. À, chỉ có hai ông chồng là không đẹp bằng hai bà vợ thôi. Vợ vợ em là cái tuổi nó là má ngọc nữ rồi anh. Chương trình này có lên sóng nè, nguy hiểm nha. Có sao đâu, thì coi như ngọc bà cũng được. Thôi ngọc gì thôi. Ngọc quyền được không? Ngọc quyền được. Được à, ngọc quyền nữa. Nhưng mà không có, ở bên Mỹ rồi. À vậy hả? Ở bên Mỹ rồi. Không sao hết trơn á, nếu như mà mọi người yêu mến thì anh sẽ mời cô ấy từ Mỹ bay về đây với anh chúng ta. Anh làm danh quyền lực lắm nha. Anh sẽ quỳ xuống anh năn nỉ. Trước khi nói tiếp, em có điều muốn xin được gọi là mọi người chủ trì công đạo cho em. Sao? Dạ, cái bài này em có hát trong đám cưới của một người nào đó. Em có làm mà bưng quả cho một người nào đó, nhưng người ta không trả cát xê. Dạ. Giờ giật mặt chứ dạ, hả? Dạ đúng rồi, bây giờ em nghĩ rằng cái này giống như anh, là mình trả nghiệp lại vậy đó anh. Cái lúc mà đầu tiên dạ, vào Ái Phương vừa hát á, mấy cô đầu đã bắt đầu tự nhiên nhớ lại. Cái cánh cửa mở ra sao, đèn chiếu trong, nắm tay đi vô, hai bên là hoa sao. Đang miên man, bà nó trùng vô cái rồi qua cái đám gì luôn rồi. Tắm, mai mốt có lấy chồng mình thu đĩa hát clip nha em. Đừng có live trong chương trình luôn, trong bài, đêm bài, tiệc bài, nha em. Cái giọng ca này người ta gọi là giọng ca thức tỉnh. Ai mà đang buồn ngủ con bé ca một cái là bừng tỉnh dậy liền. Thật sự cái bài này á là em hát nhiều lần lắm rồi, em không thể nào chọt được. Bé hát xong không nghe được là biết nhạc ở đâu em luôn á. Em phải hiểu là khi con bé nó hát là người ta rước dâu về liền. Cái đám nó diễn ra lẹ lắm, không có là chậm rồi, bưng quả, bưng không mâm. Có lê thê phải không anh? Không có lê thê, không phát biểu được luôn mà. Mà lần đầu tiên anh thấy ca sĩ giống như năn nỉ á, em ơi chưa tới, em ơi chưa tới, em ơi từ từ em, từ từ em. Thấy mà thương lắm, mặt Ái Phương như muốn khóc luôn vậy đó. Con bé nó hát như quan họ vậy, nó ghê thiệt. Xuất sắc luôn. Đây bà Cám, giới thiệu đi bà Cám, bà tên gì? Dạ, em xin giới thiệu với tất cả mọi người, em tên là Thúy Nga. Nhưng mà em có một nickname rất là dễ thương, đáng yêu mà mọi người hay gọi em là Annie. Annie là cái gì cơ? Dạ. Thật ra là nãy giờ em đứng chảnh á, em nhịn lắm luôn á. Em cứ có muốn cười nhưng mà không dám cười, em sợ phá hình tượng. Trời ơi bà ơi, bà sợ phá hình tượng. Nãy em có nói là em phải để dành câu hỏi này, bởi vì chỉ có một mình em có một cái điểm chung với người cái chị này. À. Em biết chắc chắn luôn. Nhưng mà bây giờ em sẽ hỏi một câu. Rồi. Chị ơi, cấp 3 chị học trường chuyên Lê Hồng Phong đúng không? sai luôn. Ủa? Để tôi báo cho. Người học trường chuyên Lê Hồng Phong có Khổng Tú Quỳnh. Ủa, đây có Khổng Tú Quỳnh. Làm gì có? Có. Trời, anh quy định có là phải có. Dạ. À, quy định luôn. Có Khổng Tú Quỳnh nè. Vậy cho chị Thu Trang vô luôn đi. Không có, Thu Trang học ở Tân Phú. Có Khổng Tú Quỳnh nè, có Yến Trang nè, Yến Nhi nè. Gì vậy? Trời ơi. Nhã Phương nè. Không, Nhã Phương học ở Đắk Lắk. Tôi phân tích rõ ràng. Anh ơi, ca sĩ từ Lê Hồng Phong ra là em biết hết tất cả mọi người, cho nên là anh đừng có đánh lừa em ở đây, ok? Em nói là Lê Hồng Phong ra là biết hết hả? Ừ. Sai. Tại sao sai? Anh có học Lê Hồng Phong không? Không. Nhưng mà em học Lê Hồng Phong. Anh học Lê thì không gấp. Anh hỏi ai? Cô gái. Ai? Cô là người. Chứ không lẽ quỷ. Chứ hỏi chồng. Dạ. Dạ. Cô là người đã có gia đình đúng hay không? Đã có chồng rồi. Có chồng rồi. Em đã có chồng rồi. Đúng không? Tôi hết hứng thú. Rồi bạn nữ, chồng bạn tên gì? Không, bây giờ tôi không có hỏi tên bạn, tôi hỏi chồng bạn tên gì? Trang Giang. Trời đất ơi. Nhã Phương. Nhã Phương. Không, Giang là y chang Nhã Phương luôn á. Đâu giống đâu. Giống. Ở đây ai mà rành Nhã Phương bằng Trường Giang? Trường Giang nói giống là chắc chắn phải giống. Chỉ có tóc Phương dài hơn thôi. Vậy là không giống. Mới cái tóc. Nhưng mà chắc chắn không phải Nhã Phương. Bởi vì Nhã Phương không bao giờ đeo cái nhẫn ngay chỗ đó. Cái nhẫn, dạ. Đáng Trinh, bạn đoán được không ạ? Cái giọng thì rất là quen, mỗi lần cất giọng lên thì nghe tê tê trong người á. Nãy Lan Trinh nghĩ tới một cái tên nhưng mà khi mà nói ra thì ba bình luận phản đối hết. Taylor Swift Việt Nam đó. Không phải. Ý Miko là Bảo Anh. Sai. Bảo Anh mỏng hơn. Bảo Anh mỏng hơn. Ủa, đây là chương trình Mặt Nạ Ngôi Sao chứ không phải là chương trình mà tìm ra siêu mẫu fitness gì đâu mà. Mỏng gì ở đây. Như vậy thì Bình nghĩ là ai ạ? Bình hả? À,
Phương sẽ rà soát những người nào đi hát mà có chồng. Chị Vân Khánh à. Cổ nói tiếng nước ngoài cũng như ăn bánh tráng trộn. Đúng. Cổ rất là thoải mái trong việc. Sao tại sao lại phải nói bánh tráng trộn? Anh có ý gì ở đây? Thì đó, bạn thích ăn bánh tráng trộn. Ngày xưa là Nhã Phương là bán đó bánh tráng trộn đó. À. Nên phải có ý đồ trong đó. Thấy chưa, chứ đâu nó phải đơn giản. Tự nhiên lấy bánh tráng trộn ăn xoài lắc cũng ủa? Được hay là cái gì mà tự nhiên bánh tráng trộn. Công nhận nha, em mất trí nhớ thường xuyên mà chỗ này thì em nhớ dai dễ sợ luôn rồi đó. Ủa? À. Bé Phương đâu có bán bánh tráng gì? Ủa người ta nổi. Tôi nói vậy là khủng phàng quá anh ơi. Nghề nghiệp ngày xưa cũng báo đăng rồi. Báo đăng luôn rồi. Bán cái gì? Báo đăng là ngày xưa Nhã Phương bán bánh tráng trộn rồi. Có đăng. Đó. Thôi nói chung là em hiểu được lòng anh rồi. Ở đây ai cũng đọc á, giờ có mình Trường Giang là không đọc thôi. Hơi hợp. Quý vị đã đoán ra được nữ nghệ sĩ này là ai chưa ạ? Tên cổ có một cái đất nước gì đó. Đúng nó... Tên cổ có liên quan đến một quốc gia. Tôi đoán luôn nè. Cindy Thái Tài. Không, Cindy Thái Tài to con lắm. Có chữ Thái trong đó, tôi nghĩ cô này vậy. Chưa chắc là nước Thái là nước khác sao anh? Thạc quân thạc.